Tử vi thứ 3 ngày 10 tháng 1 năm 2017 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Dần cứng cỏi, mạnh mẽ, có nhiều chủ kiến riêng trong công việc và đời sống. Còn các con giáp khác chờ đón điều gì, cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Ngày hôm nay trong công việc, người tuổi Tý khá thông minh, ứng đối với các tình huống một cách chỉn chu, hợp lòng cấp trên cấp dưới nên rất được khen ngợi, thu về sự tín nhiệm. Điều này là tiền đề giúp bản mệnh nhanh chóng được đề bạt lên vị trí cao hơn trong năm mới. Thiên tài phát nhanh chóng, người kinh doanh, buôn bán, đầu tư sẽ có thu nhập khá. Càng cuối năm, công việc càng bận rộn nhưng tài chính rủng rỉnh, chỉ cần chăm chỉ và quản lý chặt chẽ thì chắc chắn sẽ không phụ công sức bỏ ra. Ngày có ngũ hành tương sinh, thuận chiều, bản mệnh như gấm thêm hoa, lúc nào cũng vui vẻ, tình cảm có nhiều kỷ niệm đẹp. Bạn thong thả làm việc và vui chơi, không mấy phiền não. Tử vi tuổi Sửu. Ngày ngũ hành tiêu hao, chủ về sức khỏe bị tổn thương, họa do người khác vô tình gây ra, ví dụ như đâm xe, xô ngã, làm rơi đồ vào người. Trong người cũng thấy mệt mỏi, chán ăn, kém ngủ nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn, tránh lao lực. Người tuổi Sửu có đế vượng chủ kho báu trợ giúp, tài lộc hanh thông, cơ hội nâng cao thu nhập rất rõ rệt. Bạn hãy nắm lấy cơ hội này để kiếm tiền. Nhanh nhẹn hơn một chút thì đây sẽ là mối làm ăn lâu dài, có lợi cho tương lai. Người tuổi Sửu sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định, bản mệnh vốn đã chăm chỉ cần nhanh nhẹn và khéo léo hơn thì chắc chắn còn tiến xa. Đầu tư vào các lĩnh vực như địa ốc, đất đai, xây dựng sẽ là gợi ý hay cho người tuổi Sửu. Tuổi Dần. Hôm nay người tuổi Dần cứng cỏi, mạnh mẽ, có nhiều chủ kiến riêng trong công việc và đời sống. Thiên quan là phúc nhưng cũng ẩn họa, khéo léo thì thăng tiến, bất cẩn làm một chút thôi cũng bị hại, hết sức thận trọng. Người tuổi Dần có điểm bị tiểu nhân ám hại, vin vào tính cách thẳng thắn của bạn để bắt lỗi, gây khó dễ. Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì người ta cố tình gây sự nên bản mệnh chỉ còn cách bình tĩnh, chờ xem đối phương có ý định gì rồi tính tiếp. Hôm nay tuổi Dần hơi mệt do tinh thần căng thẳng, phải đối phó với nhiều chuyện rắc rối. Hãy dành nguyên một buổi tối để thư giãn, không nghĩ ngợi nhiều. Có thể tập thể dục trước khi ngủ khoảng nửa tiếng để ngủ sâu giấc hơn. Tuổi Mão. Người tuổi Mão có thứ ba, mình làm người khác hưởng do tương xung. Bạn dốc lòng dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kẻ khác nhàn nhã, lười biếng lại được tiếng thơm, bất công vẫn phải nhẫn nhịn, không thể đòi được công đạo. Người tuổi Mão khá thụ động, ít tự thân, hay trông chờ vào người khác dẫn dắt. Với đặc tính này, tốt nhất là bạn hãy tìm một người có năng lực để học hỏi, người đó sẽ giúp bạn tìm kiếm vị trí tốt hơn, kiểu tắt nước theo mưa, chứ không nên tự mình làm chủ, tạo dựng sự nghiệp sẽ ít thành. Điểm xấu trong vận trình là Mão Dậu khắc nhau, cãi cọ tranh chấp với người thân về tài chính, tình và tiền gắn với nhau là rắc rối rồi, nên cẩn thận kẻo tiền không có mà tình cũng chẳng còn. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn sự nghiệp và tài lộc như ý vì chính quan mạnh mẽ và cương trực như nước chảy thành sông, không có rào cản. Cứ tuần tự như tiến mà làm, người nâng đỡ không thiếu nên chỉ cần bản mệnh cố gắng tất sẽ thành công. Người tuổi Thìn làm việc dứt khoát, quyết liệt và nguyên tắc. Đây là điểm tốt nhưng nhược điểm là quá vô tình và nghiêm khắc, lại gặp thất sát nên phần hung hăng trong con người càng lớn, tiểu nhân dễ vin vào đó mà hãm hại chơi xấu. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc và thể hiện sự quan tâm của bản thân một cách rõ ràng hơn nữa. Sống lý trí quá, bảo thủ quá sẽ khiến cuộc sống tẻ nhạt đi rất nhiều, cũng khiến tuổi Thìn gặp không ít rắc rối. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ tài lộc tốt đẹp, sự nghiệp hanh thông, tình cảm dồi dào nhờ tam hợp cục rạng rỡ. Cuối năm vốn là thời gian bận rộn nhất thì bạn lại khá thảnh thơi vì mọi chuyện đâu đã vào đấy cả rồi. Tuổi Tỵ có chí hướng và sự khôn khéo nên vị trí trong cơ quan tương đối vững chắc. Từ giờ đến năm Đinh Dậu sẽ không có thay đổi gì lớn về sự nghiệp hay tài lộc, yên tâm hưởng thụ đi thôi. Ngày vượng khí, nhiệt lượng trong người lớn. Người tuổi Tỵ nên điều hòa bằng thức uống mát như trà xanh, trà cúc, trà táo đỏ, vừa tốt cho sức khỏe lại an thần dưỡng sinh. Hạn chế đồ ăn chiên rán cũng là cách để giảm cân, đẹp dáng lại mát. Tuổi Ngọ. Trong ngày như hôm nay, tuổi Ngọ nên biết cách kiềm chế, lấy tĩnh chế động, đừng sốc nổi mà hỏng việc. Bất cứ chuyện gì đều có hướng giải quyết chót lọt, có năng lực thì phải tìm cách thể hiện năng lực ra.
từ đó mới có chỗ đứng mà mình xứng đáng có được. Tỷ kiên sinh lòng kiêu ngạo khiến người khác khó chịu, cảm thấy không thể hợp tác cùng. Dù bạn có năng lực nhưng không thể một mình gánh vác cả giang sơn được, cần biết cách hòa hợp, làm việc nhóm và tinh thần đồng đội. Xuất hành không phải lựa chọn tốt, tránh được thì nên tránh kẻo gặp họa huyết quang, tai nạn hay va chạm gây cãi cọ trên đường. Hướng Tây Nam Đại Cát, nếu buộc phải đi nên xuất về phương này. Tuổi Mùi. Tử vi hôm nay người tuổi Mùi có ngũ hành tương sinh, mọi sự hòa hợp, bình yên mà qua, không có nhiều điểm nhấn. Vì tính cách hiền lành và tốt bụng nên bạn tạo dựng được những mối quan hệ hòa nhã, đặc biệt là với đồng nghiệp. Nhưng bên ngoài tuổi Mùi nhã nhặn bao nhiêu thì về nhà lại thiếu kiềm chế với bạn đời bấy nhiêu. Cô thần khiến nam mệnh bị lạnh nhạt, ít gần gũi vợ và không thể làm hài lòng bạn đời, nảy sinh tranh chấp. Ngũ hành tương sinh nhưng bản mệnh tiêu hao, có điểm thoái tài, hao tài rõ rệt. Cuối năm tình hình nhiễu nhương, chú ý tài sản, lơ là một chút thôi là gặp trộm cướp ngay. Tử vi tuổi Thân. Hôm nay người tuổi Thân có thực thần gặp thiên tài, bề ngoài sôi nổi nhưng trong lòng cô đơn hay nghĩ ngợi mà không thích chia sẻ với người khác. Có lẽ bạn nên tìm cách giải tỏa, kẻo để lâu sinh tâm bệnh. Nặng lòng cũng là lý do khiến người tuổi Thân lơ là công việc, không chăm lo cuộc sống khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Hậu quả ngay trước mắt bày ra, nếu không nhanh chóng tích cực lên bạn sẽ phải hối hận nhiều. Kim khí vượng thì phổi bị ảnh hưởng, trời lạnh và hanh khô, cần chú ý giữ ấm cổ khi ngủ để không mắc các bệnh hô hấp, cấp đủ nước cho cơ thể, tránh háo. Nên ăn thêm rau xanh và uống tràng mật ong ấm mỗi sáng. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay tuổi Dậu cho thấy bạn làm việc rất có trình tự, biết trước sau. Kim vượng nhấn mạnh tính nguyên tắc của người tuổi Dậu nên làm việc gì cũng thận trọng, tuy nhiên lại hơi cứng nhắc và có phần thiếu tinh thần dũng cảm. Tài lộc tốt hơn hẳn vì sự cẩn trọng trên giúp bản mệnh tạo ra những cơ hội kiếm tiền an toàn. Bạn không tham lam, không ngại khó khăn nên thu lại món lợi nhuận dồi dào, nhưng sang năm thì cần có hướng đi mới mẻ hơn để phát triển. Dậu kim tự hình thích lo chuyện người khác, tự mua dây buộc mình. Bạn có ý tốt nhưng không đúng lúc, đúng chỗ thì không những không được người khác ghi nhận mà còn bị mắng mỏ, ghét bỏ. Tử vi tuổi Tuất. Tử vi hôm nay người tuổi Tuất có một ngày kém vui khi mà Dậu Tuất tương hại, công việc bấp bênh, có nhiều thay đổi. Lúc này mà phải chuyển đổi công tác hay tìm công việc mới thì quả thực hết sức gian nan. Người tuổi Tuất trong ngày chính quan gặp thất sát, thiếu tự tin nên tuột mất cơ hội. Bạn không dám thể hiện mình ở nơi làm việc để người khác lấn lướt, phải chịu thua thiệt, phó mặc tình hình. Gần Tết mà mất việc hay bị gạt ra lề thế này thì tài lộc đáng lo lắm. May mắn thay, tình cảm là nơi an ủi. Bạn có những người bạn rất chân tình, vui buồn có nhau, dù gặp khó khăn gì cũng có thể cởi mở và giúp đỡ, nên người tuổi Tuất giải tỏa được không ít. Tuổi Hợi. Vì vướng thực thần lắm lời nên công việc người tuổi Hợi nhiều trục trặc, kết quả không như mong đợi, tranh chấp quyền lực nổ ra, bản mệnh chỉ nói mà không làm nên người khác không kiêng nể, sẵn sàng vượt qua. Người tuổi Hợi sử dụng miệng lưỡi không đúng chỗ, nói dài thành ra nói dại, gây họa thị phi, bị người khác ghét. Cần bớt mồm bớt miệng lại, cũng như chú tâm hơn vào công việc chính của mình, tránh lo chuyện thiên hạ. May mắn là sức khỏe của bạn khá dồi dào, ít lung lay vì tác động bên ngoài, nên gặp nhiều chuyện cũng vẫn đủ sức chống đỡ. Hãy tăng cường đồ bổ dưỡng, tập thể dục thể thao để thân thể lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tử Vi cổ lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau cổ lịch ngày tốt.